ơi, hồi về nhà cùng con cái thì cũng đỡ lắm nha. Cường xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì Cường vẫn tiếp tục đi săn ong gừng nữa nha cả nhà. Vô đây thì hôm nay thì trời không được đẹp cả nhà ơi. Hôm nay Cường vẫn đi chung với chú Trường Giang Cường. Hey, chào cả nhà một con chú. Rồi chú Trường Giang chào cả nhà luôn nha. Hai tay thì những rung chân. Ổng thì ổng hay nói chuyện tiếu tiếu vậy nha cả nhà. Thì vô đây thì hai chú cháu gặp được cái ông mà thật sự ra ông này nó quá lớn nha ơi. Cái đầu mặt nó phì dữ lắm, phì luôn. Cường không biết là nó lên mặt giả hay là mặt thiệt mà Cường cũng không biết được nghe nhà, nhưng mà thấy nó phì dữ lắm, phì rồi. Là giờ này trời cũng đang chuyển mưa nữa mà không biết đang quay với chừng nó có hơi tối hay là mưa gì, mong cả nhà bỏ qua cho Cường nha. Nó đóng trên cây sao. Thấy bà rồi, không thấy gì chú ơi. Đẹp quá. Lần này chỉ lên nó theo chiều dọc, không biết cả nhà thấy được không nữa. Đây này. Cái nhà thấy được không? Không thấy được rồi cả nhà ơi. Nó nằm lúc trên đọt đó, nghe cái lằn bự bự đó, đen đen bự bự đó cả nhà. Tại kênh Cường gọi lên là nằm xuôi theo cả nhà, khó thấy. Với lại trời cũng đang chuyển mưa nữa cả nhà. Chuyển mưa đang thui dần, không biết bắt kịp không nữa. Nói chung là ông này nhánh cũng hơi hiu nghe cả nhà. Cho nên là Cường cũng đã chuẩn bị dây buộc này kia, đồ này kia sẵn sàng hết trơn rồi. Đây nè. Áo huyền thoại của Cường, áo sống này kia nè, đó, áo giờ sao mà nghe mùi muốn lên men luôn chứ. Mới con tần với con nhiêu. Thì dây bọng cũng có, đồ nghề cũng có, gọi cũng xong hết trơn nghe cả nhà. Thì cùng mời cả nhà cùng đồng hành với Cường lên chinh phục cái tổ ong này nha. Cường leo cái mít truyền qua cả nhà, nó đỡ một khúc. Ôm cái sao lên cũng hơi bị đuối ạ. Cái mít này chín này thơm. Héo cuốn rồi nè cả nhà. Trời ơi chín. Héo cuốn rồi nè. Cái mít nó thơm. Bắt biết cái mít nó thơm mà. Chắc người ta không hay. Hay người ta hái. Hái đem vô. Cùng mồi gọi cái nha. Phải bước là bảnh nó tới không à. Ngồi trước chắc cú. Nhiều khi lên nó làm, nó làm hì xuống cái làm kịp với nó. Nó dừa này nó nắng được buổi sáng tới trưa cái nó khô lại. Mồi nó cũng dễ cháy lắm. Trời ơi, dẻo quá trời luôn. Thấy bà rồi. Sao thấy khó. Khó lên hơn cái dự định ta. Cây này cũng lớn cây lắm này cả nhà.
Còn thấy cái đầu mặt nó phì lắm. Cái đầu mặt nó phì lắm cái ơi. Nè, cái nhà có ông nè. Hơi có khói nữa nha. Đó. Trời ơi cái đầu mặt này 4-5 lít rồi. Dữ vậy ta. Không thế nào mà trộm ra ngoài đó được luôn á trời. Cục buộc cái dây mới ra được luôn đó nha. Buộc cái dây cái đi ra cho dễ. Cái nhánh này nó ghê quá. Khói khói nó bù bù à. Quần quá trời luôn.
Khói này trái cũng dữ lắm đó chứ mà sao rồi. Khói dữ lắm rồi sao kỳ không biết. Còn không có quay một mặt được luôn nữa nha. Đi cắt mặt thì đi xuống thôi. Không quay một mặt cả nhà xem được, quýnh quá. Quýnh còn bánh chành hết trơn. Nó ý định còn muốn tuột xuống rồi đó. Mình gán gồng gồng lại nè. Mày cắt cắt hai bịch quá cả nhà ơi. Mặt bự vô lắm bự rồi. Cắt hai bịch nha. Ôi da, còn dữ trời. Một cục. Một bự cho bá nữa nha cả nhà. Cục này nó bự rồi nè, khủng lồ. Có điều nó quýnh quá, quay cái cục mặt cái nhà xem không được. Tiếc ghê cái nhà ơi. Quýnh còn chịu không nổi mà. Trời ơi. Có trên 4 lít cái nhà ơi, hồi về nhà còn cân cái nhà xem. Quá trời đúng rồi. Nó nặng còn dữ lắm, nặng cả nhà ơi, hai bịch luôn mà. Để đi xuống đất review kỹ hơn cho cả nhà xem nha. Nãy giờ ở đây nó quýnh mềm mình với nó luôn á. Gỡ dây ra đi xuống nha. Mặt ong còn lượt chưa kỹ nữa, họ xuống đất đi tính đó. Buồn quá rồi. Xuống đất đi tính đó. Quýnh mặt mày tay chân gì không còn cái gì hết trơn. Nãy giờ còn tính bỏ cho chú Giang cũng leo lên rồi mà thôi, ráng gồng lại cắt luôn. Chút xíu về nhà đi, còn cân cái bộ mặt này cho cả nhà xem nó mấy ký nha. Thì còn đó khoảng 4,5 lít á, nó cũng khoảng tầm khoảng 6 ký mấy 7 ký.
hả? Con với vậy trời luôn, cái nói đen cái này. Nó bù con một cái khỏi nói luôn, đi xích lại. Không kịp quay gì luôn. Lên cắt phục mặt xong luôn. Tuột xuống luôn. Có kẹp quay gì đâu. Đen 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 thấy bù quá. Cầm ơi, chú. Đổ mặt ra kìa. Ôi trời ơi, dữ vậy. Mặt non nghèo à, quá trời nước luôn. Mấy bọc? Hai bọc. Ôi trời ơi. Hả, lụm mấy con nữa rồi chú ơi. Trời ơi. Xì không? Ừ, bu. Đây rồi. Hai mặt coi nè cả nha. Ôi trời nặng. Cỡ mấy ký chú đón thôi nè. Này hả? Ừ. Cỡ gần 7 ký à. Còn cũng đón cả đó, không có kịp quay gì chứ. Bịch này còn đựng là bịch 10 ký nữa nha. Ê, chú lụm mấy con đó ra bớt cái đi chú ơi. Lụm mấy con ông ra bớt đi. Quá trời, nó quýnh cứng tay chừng. Trời ơi. Dữ vậy. Quýnh nhóc chơi ngã lên chụp con nguyên ổ luôn. Ông nội cũng muốn tụt cây, tính kêu ông lên nữa. Nè cả nhà, thì nó được hai bịch như vậy nha. Để chút xíu về đi còn cân cả nhà xem. Trước mắt thì giờ đây nè cả nhà. Quýnh cường banh nữa chàng. Nè. Kim nữa nè. Đây nữa nè. Ây da. Nè. Quýnh nhiều lắm á, quýnh vô úp đùi nữa, úp đùi quýnh vô trong á. Hốt của ông Trần Nai luôn, không có quay được mặt cả nhà xem, cả nhà xem cũng thông cảm mấy cường nha. Cao nó cao quá, lại nhánh hơi hiu nhẹ, với lại ông quýnh quá thì quýnh cái nhà quay không được cái gì hết, quýnh tay chân gì không còn gì, nhân lấy gì quay, buông cây gọi ra là bay nó quýnh tiếp nữa. Chú còn đang lụm mấy ngông ra cái nhà, con nào còn sống thì cho nó bay lên lại. Rồi chú cầm lên dơ lên cái nữa chú. Cũng lông thì chứ mặt này nước không, mặt non bể mới, ra nè mới cắt xuống rồi cái nhà coi nè. Ôi chắc cỡ 7 ký nha cái nhà. 7 kg này tung tương đương khoảng 4 lít rưỡi, 7 kg luôn. Rồi còn ốp máy nha, đi kiếm nữa có nữa cùng quay cả nhà xem, rồi về nhà cùng cân cái tổng hết cổng kết thành quả cho cả nhà biết nó chính xác hơn nha. Cả nhà cùng đón xem cuối video nha, cùng cân cục mặt này nha. Đây cả nhà, thì còn vô trong đây còn bắt lại thêm một cái tổ ong nữa nha cả nhà. Ổ ong này thì đã cắt một dao rồi, thì dao trước cắt là cũng được đâu lít mấy à. Mà ổ nó già dữ lắm dài, hôm nay thấy nó phì lại đỡ lắm nha cả nhà. Cho nên là còn lên cùng quay clip cho cả nhà xem đặng ghép vô cho cái video nó dài dài á. Cả nhà xem nó mới được lâu thời gian, với lại quay clip dài thì cái video nó mới có đề xuất cả nhà ơi. Nói chung kênh Cường hôm nay thì nó bị rớt đề xuất dữ lắm rồi, cho nên là nhiều lúc cũng hơi nản nản nha cả nhà. Nhưng mà cũng gắng cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Ô ông đó cả nhà. Cũng bự lắm á. Bữa nay nó bự ra thấy ghê luôn á. Thì mà không dòng do nó Cường leo lên nha cả nhà. Cây này nói chung ra nó cũng thấp rồi, cho nên quá trình leo lên với bắt là nó rất là lẹ cả nhà ơi. Nếu mà bắt không thì trong vòng 2 phút mà. Còn nếu mà bắt quay clip thì khoảng 7-8 phút nha cả nhà. Tại nó lùng mà. Nó thấp nữa. Bước lên có mấy cái là tới. Thấy nó phì ra cũng đỡ lắm nha. Trời ơi, khói vô cái hết biết luôn rồi. Ngập khói luôn. Cục mặt tôi vôi cái nhà ơi. Trời ơi, chạy kèo nữa chứ. Ổ già quá. Hết biết ngon luôn rồi. Quá đã cả nhà ơi.
khoảng 2 lít ạ. Hết biết ngon không? Đây để cùng quay cả nhà xem. Chạy kèo, chạy hết kèo luôn nha. Mà cái này chắc hồi dưỡng lại cái nhà, ít quá. Sâu xe tôi lừa hết trơn. Gỡ ra được bao nhiêu gỡ ra cái nhà. Chứ không bao giờ hết nổi nó. Còn đây, bộ mặt nữa đây. Cả nhà. Ngon lành chơi cả nhà. Bãi ngang khá là lớn luôn á. Ôi ôi chám dôi nè. Hết biết nó ngon luôn. Đổ này ổ già quá cả nhà. Ổ nó già quá trời, biết sửa thôi chứ không biết nó có ở hay không nữa. Nhiều khi nó đi cũng chừng. Ổ quá già. Thấy sướng ghê chưa, già mà làm đủ cái đầu mật non éo, sâu nhiều quá trời sâu luôn. Rồi Cường tiến hành cắt lấy mật nữa nha cả nhà. Thì gọi nó tắt luôn rồi nè. Nãy cháy quá trời cháy, còn vụi nó giờ tắt luôn. Ngồi lên nha, có khói cái nhà ơi. Không có khói nguy hiểm lắm. Cái này sửa cũng hơi khó rồi đấy nha. Cái này còn quá trời luôn. Để riêng nó qua bên đi, để cho nó ăn cái này. Cho nó ăn lại chứ gì. Đâu có dướng gì ở đây mà. Kèo này có thể Cường sẽ chừa lại luôn. Khoảng lít ngoài 2 lít chắc không biết được không đây. Thấy nó không ngon mấy cũng được thôi chứ không phải là lợi hay. À mặt tay kia đi.
được cả nhà ơi. Hai lít là khỏe luôn, hai cánh tay còn rồi. Đã. Hai lít khỏe ghê luôn. Đây nha. Ra ngoài nắng nó chói nắng luôn. Sạch kèo với nó có kéo lên lâu không mà lại lên được không? Rồi tôi đi xuống nha. Cây này dễ leo vô cùng luôn. Để qua đây đi, cần review kỹ hơn cho cả nhà xem. Đứng góc họ nó quýnh rồi. Đây cả nhà, thành quá vậy là quá ngon rồi, tầm khoảng 2 lít cả nhà ơi, 2 lít yếu, mật chám vôi luôn nè cả nhà, ngon hết biết luôn. Hai ổ vậy là quá ngon rồi, trời ơi, nó mới cắt xuống mà nó chảy mật ra nè, nó cả nhà coi màu mật đẹp ghê không, tháng ngày thì nó còn vậy đó cả nhà, chứ ít thơm nó mưa xuống mật trắng tươi rồi. Ôi đã, cây dễ leo hết sức. Thì cái đoạn video này cũng là hai ổ rồi cả nhà, thì cũng dài lắm rồi, thì Cường cũng xin chào cả nhà nha, thì chúc cả nhà xem clip thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Ai có nhu cầu xài mật ong thì cứ liên hệ cho Cường, số điện thoại Cường để đầu video. Cường chào cả nhà, có số điện thoại góc trái cho màn hình nha cả nhà. Cường mới vừa về tới nhà luôn cả nhà ơi, mệt run người hết trơn luôn rồi. Để Cường cân mật cho cả nhà xem cái ổ cây sao nữa nha. Cái ổ này là ổ này chú Giang còn bắt ở ngoài, bắt ở ngoài riêng 1 lít ủa nửa lít với đây cục nữa nha. Mấy ổ này nhỏ nhỏ không à, nhỏ không được vậy đó mà mặt ngon chám dồi. Còn của Cường bắt nè, cây xài với cây sao nè, đây cây xài nè, có nửa cục nè, cần nghe xem nó 5kg với cái đầu, cái chóc đầu của nó nè, chảy mật ra hết trơn cả nhà ơi, 5kg với cái này gần bảy ký đi cả nhà, gần 7,5kg nè, 7,2kg nó còn đoán, nói chung là cũng chính xác nha cả nhà. Tại lúc đầu trên cây là còn đoán nó khoảng 6,7kg, về nhà cân nó 7kg hơn chút, trừ 7,2kg 7,3kg, nhưng mà trừ bịch bọng này kia ra nữa cũng còn 7kg, nó cũng 4 lít mấy á. À, tại vì 1,6kg nó vô lít mặt này, 1,6kg có cái xài đây. Đây cả nhà. Ôi ôi. Không tới cả nhà ơi. Tính trên cây nó tính đâu được 2 lít mà nhà, không được rồi. 2,5kg rồi, nó được có 1 lít rưỡi à, chứ không được 2 lít nha cả nhà. Thì tổng thành quả ngày hôm nay đi là được này 1 lít rưỡi. Lít rưỡi với cái này 4 lít, nó là 5 lít rưỡi. 5 lít rưỡi với hai bịch này nó 1 lít rưỡi nữa nha cả nhà. cứng lít gửi luôn, 3kg nè, là cho lít gửi luôn đi ha, bù qua đắp lại nha cả nhà, là cũng được để coi 3 lít 4 lít, là được 7 lít, quá ngon cả nhà. Màu mật coi nè, nó đỏ đẹp nó ngon lành cả nhà ơi. Thì Cường cũng xin up clip nha cả nhà, giờ này Cường soạn clip rồi chuẩn bị đăng lên cho cả nhà xem á. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Bye bye cả nhà nha.